này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ủa các bạn ơi, Happy sợ quá các bạn ơi. Nhưng mà các bạn có biết tại sao mà Happy sợ không? Tại vì á, chị Manda độc ác đang đứng ở đằng kia kìa, các bạn có thấy không? Nên bây giờ á, Happy mới núp ở trong đây nè, cho chị Manda đừng có thấy Happy. Trời ơi, Happy ơi, Happy, Happy đâu rồi, bỏ chị Manda đây vậy Happy? Happy ơi, sao dẫn chị vô đây rồi bỏ này vậy Happy? Happy đâu bỏ chị Manda đâu. Trời ơi. Happy, hả? Happy đưa chị Manda đi vô chỗ này thấy ghê vậy. Chị Manda ơi, Happy không phải là Happy đưa chị Manda đâu. Này Happy dắt chị Manda đi. Trời trời trời, dắt chị Manda đi đâu ạ? Ôi thôi, nãy giờ Happy giỡn đó chứ, Happy với chị Manda đã bị bắt vô đây đó. Trời ơi, bị bắt hả? Tại sao bị bắt vậy? Happy với chị Manda không biết lại làm một cái chuyện gì sai trái với cái ông một mắt đó chị Manda. Trời ơi, ông một mắt, chị đâu có làm gì ổng đâu, chị đâu có hãm hại ổng đâu Happy. Happy cũng không biết nữa, nhưng mà bây giờ chuyện là mình phải trốn thoát khỏi đây. Trời ơi, trốn thì lại đi, đi ra cửa này nè Happy, lại đây nhanh đi. Nè mình phải nhắn cái này, mình kéo cái cửa xuống để mình đi nè chị Manda. Đúng rồi, rồi chúng ta đã thoát rồi Happy ơi, mình về thôi. Chị Manda nghĩ là mở cái cửa là có thể thoát được hả? Chứ mình thoát hướng nào, bên đây còn cái cửa nữa nè. Đâu phải đâu, cái cửa đó chị Manda đi vô nữa đó. Ủa vậy hả? Đúng oh rồi. My god. Nè bây giờ là tụi mình sẽ bắt qua bên đây. Trời ơi, sao mình đem đầu qua bên này. Bắt qua bên đây. Trời ơi, nó cao quá. Chị Manda, bây giờ mình phải thoát khỏi cái ông một mắt. Đúng rồi. Ơi, mình qua đây mình có thể thấy được cái nút này chị Manda. Ồ, cái nút này hình như là nút mà để mình bấm báo. Oh my god. Trời ơi, cánh cửa bí mật. Thật là kỳ diệu chị Manda. Cái ông một mắt này không thích theo hình lắm hay trời gì. Ôi, con khỉ đột hay ghê. Bạn chị Manda thấy gì kìa? Cái gì? Bạn chị Manda không nè. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Chị đâu có lông dữ vậy. Bạn nghĩ phải trụi lũi chứ. Chị Manda là ngủ chút mà bạn chị Manda leo được. Ôi. Ấy. Nó bị thủng. Nó bị thủng cầu thang đó, tính hãm hại mình đó Happy. Thôi. Cái ông một mắt ông ngứa răng quá, ông nghe ai bớt mấy miếng á. Hàng gì răng ông rụng hết á Happy, ở dưới còn có một cái rồi thấy không? Nè đúng rồi. Ai? Từ ơi từ. Dạ. Chị Manda đã bị rụng nụ. Ê, cái gì bạn bị bắt ở trong đây quá vậy? Ơi. Được rồi, để chị Manda tới cứu mấy bạn đó nha. Thôi mình đi trốn trước đi rồi mình cứu sao? Ủa vậy hả? Chứ mình không cứu mấy bạn đó ra luôn hả Happy? Đúng rồi. Ôi chị Manda đi nè. Chị Manda đang dí theo nè. Ủa bên này có cái gì vậy? Lùi so hả? Cái súng hả? Lùi so. Nè, ê đây là những cái đây là khí nóng đó chị Manda. Khí nóng. Bây giờ mình phải sao chị Manda ngỡm hoài vậy chị Manda? Mày chị Manda nhìn Happy nè. Trời ơi, ủa sao Happy ngỡm luôn rồi? Ủa Happy chú ngỡm. Chị Manda qua đi chị Manda. Hey. Ai mà ác dữ vậy này, đi đuổi nó giữa đường chị Manda không thấy đường. Mày lấy cái kiếm này chị Manda. Bây giờ mình sẽ đập miệng nhện. Wow, đập bằng cách nào? Đó, mình bắn cái nhện. Mình cắt miệng nhện ra mình đi hả? Đúng vậy. Ôi là chị Manda đánh lâu quá. Happy đi trước chị Manda. Chị Manda bị yếu sức á. Trời ơi, mạng nhện ở đâu mà nhiều thế? Đó, qua nè. Cái mạng nhện này là của cái ông đó đó hả? Ôi, cái kiếm ông đó bung ra. Cái kiếm này không lấy được. Trời ơi, chị Manda xạm quá. Cái kiếm này là của ổng á. Hồi ổng xiên chị Manda luôn á. Ui, sợ quá. Ôi kìa, ổng đang ngồi ăn gì chị Manda ơi. Trời ơi, bắt mình nhốt rồi ngồi đó ăn cao lương mỹ vậy. Ơi nô, bây giờ mình phải chạy thoát khỏi ổng. Mình chạy ra cái nút đó. Ê, sao cái ổng nó béo vậy? Rồi ổng ăn nhiều mà mới chút xíu á. Thì tưởng đâu là ổng bận lắm chứ. Ông dí Happy nè, ông cầm gà ông dí Happy. Lớp. Đi nhấn nút mới được. Nhấn nút đi. Nhấn nút. Quá, đi chạy qua cái cửa. Trời ơi, sao bỏ chị Manda rồi. Tết sắc mặt. Ôi trời ơi, đi đường nào qua thế. Ui ông này, ơi bạn chị Manda nè. Đâu? Nè bạn chị Manda nè. Chị sẽ giải cứu bạn chị. Đó, cái ông đó dí chị sau lưng nè Happy ơi. Chị Manda ơi, nhấn nút đi chị Manda ơi. Rồi xong, bây giờ chị Manda mới qua được hả? Chị Manda qua được lâu rồi, nhưng mà tại chị Manda quay lại coi ổng như thế nào Happy. Hả? À đây là những cái khúc gỗ này, nó đẩy mình đi. Ủa vậy hả? Ê! Oh my god, Happy thật là khôn. Happy tưởng là nó đẩy mình đi nhưng mà bằng cái nghĩa khác. Oh my god. Đẩy mình my đi xong rồi mình ngõm luôn. Đẩy mình đi vào một nơi xa. Ê! Chị Manda đừng có đẩy theo nó. Oh hey. God. Ôi chị Manda hay quá. Chờ. Hey. Tự nhiên mới nhảy cái lỗ đó để làm gì? Rồi sắp tới. Trời ơi. Đi qua bên đây đi. Nhảy qua nhớ nhảy nha, đừng có đi. Nhanh đi bà già. Bà già. Bà già bà chơi tôi đen. Chà qua. Blah. Đừng có đụng vô cục gỗ nha. Ôi cái cục đó hả, nó cực kinh khủng.
Ủa đi đâu vậy? Ủa bạn nó đi đâu rồi? Bạn nó đi về nơi xa, đi hướng bên đây là ông đi đâu bên đó, đi đường này nè Happy. Đi đường này nè, trời ơi. Trời ơi, cái ông đó ổng làm gì hey. Chị Panda, ổng không có tuổi nào hết. Bạn của Happy giờ không thấy đường. Hey. Kìa, giờ mới quay ngược lại đi đi đó. À! Đây là đâu vậy? Đây là một mắt á, bây giờ mình sẽ đi vô đây. Trời nó xanh chóa mắt luôn. Trời ơi, cái màu này là cái màu của ông một mắt. Ê, chị Panda, mình phải uống nước tăng lực vô. Gồm 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 gồm. Rồi xong bây giờ mình sẽ thắt cô. Nhanh vậy làm sao bắt được Happy? Nên mình phải cần uống cái nước tăng lực vô để mình có thể chạy nhanh, tăng tốc và nhảy cao. Hiểu không? Hiểu rồi, hiểu rồi. Hiểu hiểu rồi. Hiểu ý của ông đó rồi. Thấy không? Bởi vì ông cũng cho mình một chút hy vọng. Ông được, ông ta ban bố cho mình một chút xíu ân huệ á Happy. Dạ Happy đứng đây, Happy chờ chị Panda nè. Khỏi khỏi, chị Panda sẽ đi tới liền bây giờ. Ủa chị Panda đứng đây hồi nào vậy? Chị Panda tại hết hồn. Đi qua chị bay cao lắm, Happy không thấy đâu. Happy hết hồn. Ủa tự nhiên đi quay qua mới thấy chị Panda. Ủa bây giờ mình đi hướng nào vậy? Leo cầu thang hả? Bây giờ đó là mình sẽ lấy những cái miếng này nè chị Panda, thấy không? Miếng nào? À mình đặt lên như nè, cái xong để mình đi đó. À. Ok. Ủa bây giờ không có thuốc gì để uống hết hả? Thuốc gì đâu, thuốc gì nữa chị Panda. Trời ơi bây giờ là mình chỉ chịu bắt cua hay bạn chị Panda nữa kìa. Ôi giời đó. Và bây giờ trời vẫn phải quanh lại để lấy cái miếng này. Ê đừng ăn cắp miếng chị nha. Happy đâu lấy được miếng của chị Panda. Ờ chị Panda quên. Quá thì rồi ê, đây. À! Ôi miếng xíu là Happy té luôn rồi. Hên quá chị Panda ơi. Trời ơi hên cái gì mà hên, hay không mình hên, hên không mình hay. Ủa sao chị Panda thì còn đứng nó cầm cái gì vậy? Chị Panda hay quá. Rồi chị Panda lấy miếng đằng sau, chị Panda đặt lên phía trước. Ủa dạ, ủa sao cái miếng này nó không nghe lời chị Panda ạ? Chị Panda đặt xuống, rồi xong chị Panda đi. Ui thật là nguy hiểm. Ủa sao bạn này leo bên đây được hay chứ à? Nào được rồi nè. Ê Panda. Chị Panda, chị Panda té giờ. Cút vô liền. Chị Panda quay bên kia đi. Ủa đi hướng bên nào hả? Chị Panda ơi coi chừng rớt cái miếng đó là chị Panda nghỉ đi luôn. Chị Panda ơi, rớt cái miếng này một cái là chị Panda giận luôn á. Chị Panda ăn hành luôn á. Rồi để bây giờ Happy cổ vũ chị Panda nha. Đó cổ vũ nè thấy không? Ủa cái này mình có cần đặt cái miếng dán qua không Happy? Đặt qua luôn, đặt qua luôn á. Ồ vậy mình hả? Mình đặt chứ chị Panda nhảy đâu tới đâu. Trời ơi ăn gian quá à. Chân chị Panda ngắn quá. Vậy à. Rồi đi. Đi thôi. Đi thôi. Được rồi đi thôi. Ui nhấn nút nè, bây giờ mình nhấn nút nè. Nhấn nút. Bật nắp quan tài. Trời ơi dài. Ôi dồi ôi. Ủa là lên dữ chưa? Ủa sao nó rung lắc như chị Panda, tại chị Panda á. Ủa cái này cái thang máy này nó thiệt là xa luôn á. Ủa sao em biết khi nào nó đứt dây không? Không biết nữa. Ủa sao tới đây nó dừng rồi làm sao mình đi đâu? Em biết không biết nữa. Ê đây 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 bên đây. Chị Panda đứng yên đi. Thôi nè Happy biết rồi nè, bây giờ nó đang cái thang máy thì bị hư á, chị Panda nhảy xuống đi. Thôi nhảy xuống hả? Đúng rồi chị Panda nhảy xuống đi. Chị Panda nhấn vô cái nút thang máy hồi sinh. Rồi sao bây giờ mình phải đi lên lại. Trời ơi sao mà rất khó thế. Lên nó kẹt chị Panda đó, chị Panda nhảy lên cái thì chị Panda. Sao chị Panda giống với động đất không nè, bạn thấy không, cái chân chị Panda sao mà nó lọt khe xuống xuống kia luôn mày. Chị Panda là người tàng hình đó. Yeah Happy lên được đây rồi. Yeah. Ê, cái đường này đã sắp thoát khỏi một mắt chưa vậy? À nè chị Panda lại đây, Happy chỉ cho chị Panda nè. Đâu 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 cái gì? Chị Panda thấy ở trên kia không? Đáng lẽ là mình sẽ lên tuốt trên đó đó. Đúng nhưng rồi. Nhưng mà cái chỗ này nó đã bị chặn ở trên, thì Panda biết sao cái này là cái cửa đó. Trời ơi bây giờ vậy là mình phải đi lên leo bộ lên hả? Leo bộ đi xuống. Ồ. Rồi xong vậy Happy nhảy qua cục này, xong tới cục này. Hơi. Đó. Hơi. Chà, thấy Happy nhảy hê chưa? Ồ, Happy quá ghê. Chà. Hai. Đùi, hay quá. Để ra, để ra. Ôi. Rồi xong bây giờ mình sẽ đi lên cái cầu thang này nha. Ồ, trên cái cầu thang này là một em bé đang nằm ngủ. Và... đâu, em bé gì vậy? Trời ơi, em bé gì bự dữ vậy? Em bé của cái ông hồi nãy sau ba nhỏ xíu mà con lừ lừ á. Ê cái này coi chừng á, em bé này không phải là con của ổng đó Happy. Ồ vậy hả? Coi chừng ổng bắt nó vô đó Happy ơi. Nhưng mà sao nó à! Có vậy? Oh no, bấm nút thôi. Bấm nút thôi. Hồn xong này ông té sắc mặt. Ui hết hồn luôn, ông đặt cái mặt xuống mà hết hồn luôn. Nè ông một ê, mắt sao nè. Cái này á nhiều khi không phải là em bé đâu Happy. Ờ nhưng mà tại sao ông đang ngủ trong cái nôi đầy thịt? Cái nôi đầy thịt nghĩ là nó bị người ta bắt nhốt vô khi đá biết đâu. Nó sẽ lẽ nó già chát vậy luôn á. Nè nó đang nằm như thế nó mất cái đầu xuống đây làm như nào. Ôi bây giờ Happy phải bắt qua là cầm hồi nó lại nó cạp đầu Happy á. Trời ơi. Rồi xong bây giờ chúng ta sẽ đi lên cái dây leo này nè chị Panda ơi. Ủa cái dây leo này nó cũng xanh lẹ như cái ông đó luôn. Đó mình bắt lên những cái miếng này nè. Hey. Chà. Ê cái này là y như là một cái cây vậy đó Happy. Sao bạn này làm gì vậy? Bạn nó đang bị tăng bắt. À.
Ơi Happy đừng lên cái dây dài, đừng lên cái dây leo luôn. Mình lên cái dây đó mình đi, mình khỏi cần đi phải bằng cái bậc thang này hả? Không, nó sẽ bị té đó chị Panda. Thôi, chị Panda sẽ không mạo hiểm nữa. Đây nè, Happy tới cái cây dây leo luôn nè, Happy đang thấy chị Panda đang sắp tới gần. Hey, đúng rồi. Đúng rồi. Lần đầu tiên. Chị Panda chỉ cần đi thẳng thôi, chị Panda. Lần đầu tiên. Đi thẳng thôi, chỉ cần đi thẳng, đừng nhìn quanh đâu hết. Hey. Đừng nghe ai nói hết. Tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không biết những gì. Ơi, đây là những cái ống nước bằng dây leo đó. Ủa, chứ không phải bằng cái cây hả? Cái gì? Dây leo đó. Cái ống nước này của nó là coi chừng những cái ống mà thả ra chất độc á để hãm hại chúng ta. Bây giờ chúng ta phải trốn thoát khỏi cái ống nước này. Đó, nhảy lên đây. Một lần thôi, nhảy một cái thôi, không nghe ai nói hết, mù rồi. Cái ống nước này đang hãm. Trời ơi, trời, không có leo nữa mà già. Không biết ở đây, đúng rồi, trời, chỉ cần nhảy một cái thôi, nhảy một cái không nhìn đi đâu hết. Đúng rồi, nhảy lên đây không nhìn ai hết, không nhìn cái gì hết. Đúng rồi, chỉ cần nhảy. Trời ơi. Ủa, rớt xuống đây luôn hả? Đúng rồi, rớt xuống. Chấn động. Trời ơi, nhức đầu luôn, nhức đầu rồi. Trời ơi, cái chỗ này gì kỳ vậy? Ơ, Happy bị kẹt giữa đường nè. Cái hàng đó nó hãm hại chị Panda té xuống đây nằm sấp mặt luôn Happy. Rồi xong các bạn ơi, Happy đã được giải cứu rồi nè. Chị Panda đâu rồi, chị Panda ơi? Chị Panda đứng đây, đang đứng đây chờ Happy nè. Bu vô. Thôi, một đống người đứng đợi luôn. Trời. Ôi, đi đường nào đây? Đường này nè. Oh my god. Oh. Đây là một đường của một nụ hồng, một nụ hồng, một nụ hồng. Oh my god. Hello đài này. Chị Panda. Gì? Lâu đài tình ai đó. Chắc không có trên trần gian đâu. Lâu đài của chị. Tại vì Happy biết tại sao không có trên trần gian không? Tại cái con này là cái con ác độc. Nó sai cái này. Kìa, bây giờ mình phải lấy cái cây bông cải kìa để mình đục cái con đó chị Panda. Ôi sao quýnh nó bằng cây bông cải chừng nào nó mới đứt bông? Nó không ăn rau được, ok. Nó cậy bông cải đúng không? Đúng vậy. Trời ơi, con này thật là ngu ngốc. Bông cải rất là tốt cho sức khỏe mà nó không biết ăn. Không đâu. Nó ra quá trời, xuất hiện quá trời luôn chị Panda. Oh my god. Cái răng của nó. Rạo. Cái răng của nó đang tính hãm hại chúng ta. Chúng ta lết không rồi, bò rồi chứ không có làm gì hết. Ủa, tức là yếu gì vậy? Nhưng mà mình vẫn gì ta? Mình vẫn phải tấn công nó. Chị Panda lộn không mình chị Panda? Nó đập chị hả? Xà lè xà bét cái này nè. Đập chị Panda lòi lè luôn. Trời ơi, cái con này nó mạnh vãi cả nồi. Trời ơi à. Hết hồn. Trời ơi à. Chị Panda sẽ kiếm cái chỗ nào cao cao leo lên đứng và sẽ lấy bông cải chọi vô cái răng súng của nó. Nó làm Happy giật cả mình. Ai vừa cho ta mà lắp. Gì vậy bà già? Ác độc. Nó làm Happy giật cả mình hết. Cái con này thật ác chị Panda. Chị làm cái gì thế? Em giật cả mình hết. Em ơi, em ơi, em đừng có làm như vậy. Ủa sao mấy cái con này nó ăn thịt không hả chị Panda? Chứ nó không ăn rau. Nó ăn rau vô là nó sẽ chết. Cho nên mình sẽ lấy rau mình hồn vô trong họng nó. Rau là nó sẽ độc hủy chị Panda. Trời ơi, ngu quá, bởi vậy nó thật là ngu ngốc. Nó sẽ co giật. Ăn rau rất là tốt, không chịu ăn rau. Chúng hay bi á. Bây giờ chị Panda sẽ xuống đây. Yeah, bi thắng rồi nè. Bi thắng rồi chị Panda. Yeah. Trời ơi, các bạn ơi, Happy thắng rồi nè. Bây giờ Happy bỏ chị Panda, Happy về Happy thắng trước chị Panda luôn. Chị Panda ác độc. Nè, chị Panda thấy chưa? Happy có sân bay nữa, Happy có máy bay riêng, Happy bay dưới đất nè, chứ Happy không có bay trên trời. Thấy không, cái cánh Happy nó quay vòng vòng nè. Sao chị Panda làm gì có cái cánh mà nó bay được ở dưới đây? Rồi xong luôn, bị bơi dưới nước luôn rồi, mình bị rớt không máy bay luôn các bạn. Bây giờ mình phải bơi lên bờ thôi. Bây giờ mình sẽ bắt cua lên đây để mình leo lên cái tòa hát. Này không phải là tòa hát, cái này là cục đá nè. Leo lên cái cục đá cái cầu thang. Và nè, Happy thấy được cái mô hình của Happy nè mấy bạn ơi. Yeah, Happy win rồi. Yeah, các bạn biết gì chưa? Thật ra Happy không muốn chiến thắng cái con một mắt này đâu, mà Happy muốn chiến thắng chị Panda ác độc độc ác đó. Và bây giờ Happy đã bỏ chị Panda với con ăn bông cải ở đó rồi. Cho chị Panda ăn bông cải rồi, bạn họng trong chổng luôn. Và thôi các bạn ơi, video của Happy đến đây cũng đã kết thúc rồi. Và nếu như mà các bạn thích Happy trốn thoát với chị Panda nữa thì hãy nhớ like và share cho mình nha. Và bây giờ chúc các bạn mới vui vẻ, bye bye. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.